Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 22 tháng 9. Hà Nội dự kiến hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini hơn 9,2 tỷ đồng. Theo chương trình, hôm nay 22 tháng 9 kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ ban hành nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 12 tháng 9. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội đề xuất 7 nhóm nội dung hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 9,26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân. Cụ thể, hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, ngoài các chính sách hỗ trợ đã thực hiện, chính quyền thành phố đề xuất hỗ trợ, mức hỗ trợ 30 triệu đồng người. Hà Nội cũng hỗ trợ tiền tạm cư đối với gia đình, cá nhân cư trú tại đây. Sau hỏa hoạn, người dân ở đây không còn nơi cư trú, thành phố đề xuất hỗ trợ tạm cư 6 tháng bằng tiền mặt cho 35 hộ gia đình, mức hỗ trợ 6 triệu đồng tháng hộ. Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 15 triệu đồng học sinh, sinh viên, tương ứng 3 năm học và kinh phí mua cặp sách, đồng phục. Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ mồ côi cả cha mẹ, mức hỗ trợ 100 triệu đồng trẻ. Nếu mồ côi cha hoặc mẹ, mức hỗ trợ 70 triệu đồng một lần bằng tiền mặt do ngân sách thành phố cấp kinh phí. Kinh phí hỗ trợ này không bao gồm kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Ba startup Việt nhận thưởng 225.000 đô la Mỹ. Công ty Qualcomm Technologies thuộc tập đoàn Qualcomm của Mỹ vừa công bố top 3 đội chiến thắng mùa thứ 3 của cuộc thi thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2023. Ba công ty gồm công ty cổ phần công nghệ Jinan với hệ thống giám sát côn trùng thông minh, giải nhất, trị giá 100.000 đô la Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ XB với giải pháp giao hàng bằng máy bay không người lái dựa trên kết nối di động, giải nhì, trị giá 75.000 đô la Mỹ. Bencon Corp với giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy điều hòa không khí, giải 3, trị giá 50.000 đô la Mỹ. Một học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh được bảo hiểm y tế chi trả 1,07 tỷ đồng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2022 cả nước có khoảng 3,5 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số tiền được quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 3.142 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, số học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 2,7 triệu, số tiền được quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 2.174 tỷ đồng. Trong đó, nhiều học sinh sinh viên mắc bệnh nan y, mãn tính phải qua các đợt điều trị, dài ngày đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao nhất là 1,07 tỷ đồng trong năm 2022 cho một học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và 1,04 tỷ đồng trong năm 2022 cho một học sinh tại tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, có 66 học sinh sinh viên được bảo hiểm y tế chi trả trên 500 triệu đồng. Năm học 2022 đến 2023, cả nước có trên 18,8 triệu học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Các học sinh được đảm bảo và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Nếu không may ốm đau, tai nạn, học sinh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với số tiền khám, chữa bệnh không giới hạn trong phạm vi, mức hưởng. Mỹ chưa cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Sáng nay 22 tháng 9 giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói hỗ trợ 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm 128 triệu đô la Mỹ cho an ninh và 197 triệu đô la Mỹ cho vũ khí và thiết bị. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự mới, bao gồm cả năng lực phòng không đáng kể để giúp Ukraine. Dù vậy, Washington sẽ chưa cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Ông Joe Biden cũng cho biết những xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ đến Ukraine vào tuần sau. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng và ghé Quốc hội Mỹ nhằm vận động sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Biden khẳng định người Mỹ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi cách để thế giới sát cánh cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng nói rằng Quốc hội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Ukraine. Các vị trao tiền, chúng tôi trao mạng sống, đài CNN dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Mỹ lần thứ hai kể từ khi chiến sự nổ ra, ông Zelensky lần này đối mặt với những thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ.
cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ về ngân sách có nguy cơ khiến gói hỗ trợ 24 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev có nguy cơ tắc nghẽn. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.